Chân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Minh Châu và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ năm, 28 tháng 12 năm 2023. Và ngay sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ tấn công khoảng 50 mục tiêu của phiến quân người Kurd tại Syria. Thổ Nhĩ Kỳ vừa thực hiện cuộc tấn công nhắm vào khoảng 50 mục tiêu được phiến quân người cất sử dụng ở Syria để trả đũa cho vụ 12 binh sĩ của Thổ Nhĩ Kỳ bị thiệt mạng ở Iraq vào cuối tuần qua. Theo nguồn tin từ Cơ quan Tình báo Quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ, thì các mục tiêu của người khớt nằm ở một số thành phố như Kamishli thuộc Syria và là những cơ sở được phiến quân người khớt sử dụng cho mục đích quân sự, kinh tế và hậu cần. Cơ quan Tình báo Quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố một đoạn video cho thấy lực lượng an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công các căn cứ được phiến quân người cất sử dụng tại Syria. Trước đó vào ngày 23 tháng 12, Bộ Quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay 12 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị thiệt mạng trong cuộc giao tranh với đảng công nhân người Kurd là lực lượng bị cấm hoạt động ở miền Bắc của Iraq, khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ phải thực hiện hàng loạt các cuộc tấn công tại miền Bắc của Iraq và Syria. Xuất cảng vũ khí của Đức cao kỷ lục trong năm 2023, Số liệu của Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức cho thấy năm 2023, chính phủ nước này đã phê chuẩn các đơn hàng xuất cảng vũ khí trị giá kỷ lục hơn 12,9 tỷ Mỹ Kim, tăng 40% so với năm ngoái. Trong đó, giá trị của các loại vũ khí xuất cảng đạt 6,83 tỷ Mỹ Kim, giá trị các thiết bị quân sự khác đạt 6,22 tỷ Mỹ Kim. Gần 90% lượng vũ khí xuất cảng của Đức được xuất sang các nước thuộc Liên minh châu Âu, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và một số quốc gia như Nhật Bản, Úc, Nam Hàn. Riêng lượng vũ khí xuất cảng sang Ukraine đạt 4,6 tỷ mi Kim, chiếm hơn 30% tổng lượng vũ khí xuất cảng. Bộ trưởng Kinh tế Robert Hayback xác nhận trong bức thư gửi Hạ viện rằng một số thỏa thuận về xuất cảng vũ khí đã được Thủ tướng Olaf Scholz chấp thuận trước chuyến công du của ông tới vùng Vịnh. Bên cạnh việc tăng xuất cảng vũ khí, Đức cũng dự kiến tăng chi tiêu quốc phòng trong năm 2024 lên 2% GDP theo yêu cầu của NATO, với 57,5 tỷ Mỹ Kim dự kiến dành riêng cho chi tiêu quốc phòng và 21,3 tỷ Mỹ Kim bổ sung quỹ ngân sách cho các lực lượng vũ trang. Xong qua bản tin về kinh tế, các chuyên gia về kinh tế cho hay, mặc dù tốc độ tăng trưởng trên toàn thế giới được dự báo sẽ chậm hơn vào năm 2024, thế nhưng những hình ảnh tồi tệ nhất về nền kinh tế có lẽ đã lùi xa. Vào năm 2023, nền kinh tế của thế giới phải đối mặt với nhiều cơn gió ngược, từ sự gián đoạn chuỗi cung ứng cho tới mức lạm phát tăng vọt khiến cho các ngân hàng trung ương phải tăng phân lời lên rất cao. Năm 2023 cũng là năm chứng kiến sự tăng trưởng chậm hơn mà sự mong đợi ở Trung Cộng cùng với những các tác động đi kèm. Nhận định với hãng tin Anadolu, ông Ken Waters là phó chủ tịch phụ trách về kinh tế toàn cầu tại công ty S&P Global Market Intelligence cho hay, đã có sự cải thiện trong một số lĩnh vực như là lạm phát và phân lời. Cơ quan dự trữ liên bang Hoa Kỳ và ngân hàng của Anh Quốc vừa giữ nguyên phân lời căn bản là 5.25% cho tới 5.5% là mức cao nhất trong vòng 22 năm qua. Các đợt thống kê gần đây cho thấy xu hướng lạm phát giảm nhanh ở khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu, tại châu Mỹ và tại Anh Quốc. Các ngân hàng trung ương, phần lớn tại các nền kinh tế lớn cho hay, họ vẫn sẽ duy trì phân lợi ở mức cao trong thời gian dài, cho đến khi có thể đưa mức lạm phát về con số mong đợi là 2%. Một số kinh tế gia hàng đầu dự đoán rằng, các ngân hàng trung ương trên thế giới sẽ bắt đầu cắt giảm phân lời vào giữa năm 2024, nhưng mức cắt giảm khó có thể mạnh như những đợt tăng phân lời trong những các tháng gần đây. Ông Ahmed Isan Kaya, là một kinh tế gia trưởng tại Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội Quốc gia Anh Quốc cho rằng, quyết định của các ngân hàng trung ương về thời điểm và mức độ cắt giảm phân lời sẽ là những động lực chính cho nền kinh tế của toàn cầu trong năm 2024. Công ty S&P Global Market Intelligence cũng dự báo rằng, mức tăng trưởng kinh tế của toàn cầu vào năm sau sẽ ở con số là 2.3%, tức là thấp hơn mức ước tính là 2.7% của năm 2023. Còn công ty Fitch Ratings thì cho rằng sự tăng trưởng về kinh tế toàn cầu trong năm tới chỉ ở mức 2.1%, tức là giảm đi so với ước tính là 2.9% của năm 2023. Nga đưa siêu pháo tự hành tới gần biên giới Phần Lan. Ông Sergei Shemezov, người đứng đầu Tập đoàn Quốc phòng Nga Rostec cho hay quá trình thử nghiệm các đơn vị pháo tự hành Coalition SV mới đã hoàn tất và quá trình sản xuất hàng loạt vũ khí này cũng đã bắt đầu. Theo ông Chezimov, lô thí điểm đầu tiên sẽ được bàn giao vào cuối năm 2023. Đầu tháng 12, truyền thông Nga đưa tin pháo tự hành Coalition SV của Nga cũng đã được điều động tới tiền tuyến ở Ukraine. Coalition SV có tầm bắn 70 km, được trang bị pháo 2A88 hiện đại cỡ nòng 152mm với tốc độ bắn hơn 10 phát một phút, cùng hệ thống hiện đại để tự động hóa các quy trình chỉa súng, lựa chọn mục tiêu và điều hướng. Vào năm 2021, Tổng thống Nga Putin đã quyết định nâng cấp hạm đội phương Bắc, đơn vị từng chịu trách nhiệm chủ yếu ở Bắc Cực, thành quân khu phía Bắc và mở rộng hoạt động ra cả khu vực Murmansk, nơi có chung biên giới với Phần Lan và Na Uy. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Moscow cáo buộc tập thể phương Tây đã dàn dựng một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga và cảnh báo sẽ tăng cường lực lượng ở biên giới phía Tây sau khi Phần Lan gia nhập Liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu. Tin liên quan tới chiến sự tại Ukraine, một viên sĩ quan người Nga đầu hàng đã giúp các nhân viên điệp vụ của Ukraine vượt sông một viên sĩ quan người Nga đầu hàng và nhóm binh sĩ dưới quyền của ông đã cung cấp thông tin giúp cho các binh sĩ của Ukraine vượt sông Dnieper để sang bờ phía đông. Hồi tháng 6 năm nay, đơn vị hải quân số 73 của Ukraine được giao nhiệm vụ vượt sông Dnieper để chiếm một khu vực rộng lớn bên bờ phía đông, nơi mà quân Nga đang kiểm soát. Các nhân viên điệp vụ của Ukraine thuộc Trung tâm 73 đã chú đóng dọc theo bờ Tây của dòng sông này từ tháng 5 và đã chuẩn bị vượt sông. Thế nhưng họ buộc phải rút lui khi đập nước Kakovla bị vỡ vào ngày 6 tháng 6 và nước trong hồ chứa nhấn chìm nhiều khu vực ở Hạ Lưu. Theo một binh sĩ người Ukraine có biệt danh là Khip, thuộc một đơn vị của Trung tâm 73, thì quân Nga đã đưa lực lượng ven bờ phía đông của dòng sông Dnieper vào tháng 7 sau khi nước rút lui khi đơn vị của Skip được tìm cách chiếm một cụ lao gần ngôi làng Nike, thì pháo binh của Nga ngay lập tức chúc hỏa lực vào vị trí của nhóm binh sĩ Ukraine này. Không lâu sau đó, một viên sĩ quan người Nga tiếp cận với tình báo của Ukraine chấp nhận đầu hàng cùng với 11 binh sĩ dưới quyền của ông với lý do rằng họ ông ta phản đối cuộc chiến xâm lược của Nga. Viên sĩ quan này đã cung cấp thông tin về quân Nga bên bờ sông phía đông cho phía Ukraine để giúp quân đội Ukraine phá vỡ phòng tuyến của Nga và kiểm soát ngôi làng Kiki. Kiểm soát được ngôi làng này, thì quân đội Ukraine và các quốc gia phương Tây nhận định đây là điểm sáng hiếm hoi trong lúc mà chiến dịch phản công với quy mô lớn lâm vào bế tắc. Tuy nhiên, quân Nga đã không ngừng tấn công ngôi làng đó trên, khiến cho quân đội Ukraine phải chịu nhiều thương vong và liên tục cử quân tiếp viện tới nơi này. Israel bị tấn công từ 7 hướng, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant vừa cho biết nước này đang bị tấn công từ Lebanon, Syria, Iraq, Yemen, Iran và hai vùng lãnh thổ ở Gaza là và Bờ Tây. Ông này không cung cấp thêm thông tin, chỉ nói rằng Israel đang hành động trên 6 mặt trận bình luận của bộ trưởng quốc phòng israel được đưa ra trong bối cảnh nhiều vụ nổ được ghi nhận ngoài khơi yemen nghi đến từ một cuộc tấn công của lực lượng houthi do iran hậu thuẫn cùng lúc lực lượng hezbollah do iran hậu thuẫn phóng tên lửa từ miền nam của lebanon vào israel những hành động trên được tiến hành chỉ một tuần sau khi mỹ công bố sáng kiến an ninh hàng hải đa quốc gia trên biển đỏ nhằm phản ứng với các cuộc tấn công của lực lượng houthi ở yemen nhằm vào tàu thuyền trong khu vực Houthi tấn công tàu thương mại trên Biển Đỏ kể từ tháng 10 trong một chiến dịch được nhóm này tuyên bố là để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Gaza. Tại Gaza, Israel tiếp tục khai hỏa nhằm trả đũa Hamas, nhóm vũ trang tấn công Israel hôm 7 tháng 10. Giới chức Israel khẳng định cuộc tấn công của Hamas khiến 1.140 người thiệt mạng và 240 người bị bắt làm con tin. Trong khi đó, theo Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành, tính đến thời điểm hiện tại, hơn 20.000 người Palestine đã thiệt mạng trong chiến dịch đáp trả của Israel. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tuần trước kêu gọi tăng tốc viện trợ Gaza tức thì, nhưng hiện có rất nhiều dấu hiệu về sự thay đổi. Liên Hiệp Quốc cho biết họ gặp khó khăn trong việc phân phối hàng viện trợ vì nhiều khu vực bị cô lập do giao tranh. Hơn 120 kg cocaine dạt vào bờ biển của nước Úc. Cảnh sát tại tiểu bang New South Wales vào ngày 27 tháng 12 cho hay, một người dân tại đây đã phát hiện một gói hàng khả nghi dạt vào bãi biển Magenta sau khi kiểm tra thì cảnh sát xác định bên trong là 39 gói cocaine được bọc lửa kỹ lưỡng và mỗi gói nặng 1 kg. Ngoài ra, người dân tại đây còn tìm thấy 7 gói hàng tại các bãi biển như là Pelican, Magenta, Blacksmith, Avoca, Northern Stang và Vịnh Pantaloon. Những gói hàng này chứa khoảng 7 kg cocaine. Trước đó, một ngư dân cũng tìm thấy một chiếc thùng màu xanh chứa 39 bánh cocaine, mỗi bánh nặng 1 kg ở Northern Beach. Buổi chiều cùng ngày, một người khác tìm thấy một chiếc thùng tương tự cũng chứa 39 bánh cocaine ở bãi biển Newcastle Ocean Park. Toàn bộ 124 kg cocaine nói trên đã bị cảnh sát địch thu và được kiểm tra. Cảnh sát kêu gọi người dân thông báo cho nhà chức trách nếu như họ phát hiện bất kỳ những gói hàng đáng ngờ nào. Cảnh sát ra thông báo như sau, các nhà điều tra và cảnh sát chuyên trách đang ra soát các bãi biển và để tìm kiếm bất kỳ gói hàng nào còn sót lại, đồng thời cố gắng xác định những kẻ liên quan và bắt giữ họ phải chịu trách nhiệm. Đài Thiên Văn bắt được gợn sống lạ từ thế giới 12 tỷ năm tuổi. Đài thiên văn vô tuyến nằm giữa hoang mạc tử thần Atacama ở Chile đã bắt được loại tín hiệu chưa từng thấy. Đó là những gợn sóng lan tỏa bên trong một thiên hà xoắn ốc có thanh trắng hơn 12 tỷ năm tuổi. Do đài thiên văn quốc tế Alma, vốn là một mạng lưới kính viễn vọng vô tuyến khổng lồ đặt tại Chile bắt được. Những gợn sóng tỏa này giống như những gì xảy ra khi một hòn đá rơi xuống mặt ao tĩnh lặng, cung cấp cái nhìn chưa từng có về cách một thiên hà sơ khai phát triển. Do ánh sáng từ thiên hà xa xôi này mất hàng tỷ năm để đi đến trái đất, nên thứ chúng ta nhìn vào chính là hình ảnh của quá khứ, khi nó và cả vũ trụ còn rất trẻ. Đó là dạng thiên hà mà các ngôi sao tạo thành hình dạng giống như một thanh thép ánh sáng được cân bằng trên tâm thiên hà. Thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục gia hạn miễn thuế đối với một số mặt hàng của Trung Cộng. Văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ vừa thông báo, họ tiếp tục gia hạn miễn thuế đối với hàng trăm sản phẩm của Trung Cộng từng nằm trong danh sách phải áp đặt thuế trừng phạt. Việc miễn trừ này sẽ kéo dài tới ngày 31 tây tháng 5 năm 2024, thay vì đến ngày 31 tháng 12 sắp tới đây. Việc gia hạn miễn thuế nói trên sẽ được áp dụng đối với 352 mặt hàng nhập cản từ Trung Cộng, từng nằm trong danh sách trừng phạt và 77 sản phẩm liên quan tới đại dịch COVID-19. Văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ nêu rõ, việc gia hạn này sẽ cho phép dỡ bỏ một cách có trật tự các biện pháp áp thuế, đồng thời nhấn mạnh rằng có những mặt hàng có thể tiếp tục được gia hạn miễn thuế nhằm thay đổi nguồn cung ứng đến Hoa Kỳ hoặc các quốc gia thứ ba. Trước đó, Ủy ban thuế Hải quan của Quốc vụ viện Trung cộng thông báo, họ sẽ tiếp tục miễn thuế bổ sung đối với một số hàng hóa của Hoa Kỳ cho tới ngày 31 tháng 7 năm 2024. Dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump, chính phủ Washington thực hiện biện pháp áp đặt thuế cao đối với số lượng hàng hóa nhập cảng trị giá là 350 tỷ Mỹ Kim từ Trung Cộng, bao gồm giày dép, quần áo cho tới đồ điện tử, xe đạp và thậm chí là cả thức ăn gia súc. Viện dẫn rằng Trung Cộng có các hoạt động thương mại không công bằng và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát ở Hoa Kỳ hiện nay đang ở mức cao nhất trong hơn 40 năm qua, chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đang đứng trước sức ép phải chấm dứt các biện pháp thuế quan theo mục số 301 của đạo luật thương mại Hoa Kỳ năm 1974. Doanh số bán lẻ tại Mỹ tăng trong dịp lễ tạ ơn và giáng sinh. Doanh số bán lẻ tại Mỹ tính từ ngày 1 tháng 11 đến 24 tháng 12 đã tăng 3,1% khi người mua hàng tìm kiếm những ưu đãi và chương trình khuyến mãi lớn trong các dịp lễ tạ ơn và giáng sinh. Tuy nhiên mức tăng này vẫn thấp hơn so với mức tăng 7,6% của năm ngoái do lãi suất cao hơn và lạm phát gây áp lực lên chi tiêu của người tiêu dùng. Số liệu mà hãng thanh toán Mastercard công bố mới đây cho thấy, doanh số bán hàng thương mại điện tử tăng 6,3%, thấp hơn so với mức tăng 10,6% của năm ngoái. Nguyên nhân là mức độ phổ biến của mua sắm trực tuyến giảm so với mức cao nhất thời kỳ đại dịch Covid. Doanh thu của các ngành hàng may mặc và nhà hàng tăng lần lượt là 2,4% và 7,8% trong giai đoạn mua sắm dịp nghỉ lễ, trong khi doanh số bán hàng điện tử giảm 0,4%. Các hãng bán lẻ như Amazon và Walmart đã đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi trong suốt tháng 11 để thu hút những người săn hàng giá rẻ. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng mức giảm giá không sâu như năm ngoái. Trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua, có tới 3 hành khách cố đem súng lên máy bay. 3 hành khách vừa bị bắt quả tang đã cố đem súng lên máy bay tại một số phi trường ở miền đông của Hoa Kỳ nhân dịp lễ Giáng sinh vừa qua. Theo Đài CNN thì vào ngày 22 tháng 12, một người đàn ông ở tiểu bang Florida đã bị chặn lại tại phi trường quốc tế Harrisburg ở Pennsylvania sau khi nhân viên của cơ quan an ninh giao thông vận tải phát hiện ra một khẩu súng lục chứa ít nhất là 7 viên đạn trong hành lý của người đàn ông này. Đến buổi tối Noel 24 tháng 12, thì một phụ nữ khác ở tiểu bang Maryland đã bị chặn lại tại phi trường quốc tế Ronald Reagan ở thủ đô Washington sau khi nhân viên của TSA nhìn thấy một khẩu súng 9mm chứa 6 viên đạn trong hành lý của nữ hành khách này. Đây là khẩu súng thứ 39 bị phát hiện ở phi trường Ronald Reagan trong năm 2023, là con số nhiều nhất kể từ trước cho tới nay. Kỷ lục ghi nhận trước đó là 30 khẩu súng trong một năm hồi năm 2021. Nữ hành khách nói trên bị phạt tới 15.000 Mỹ Kim. Nhưng chưa hết, đúng ngày lễ Noel 25 tháng 12 thì một hành khách khác bị chặn lại tại phi trường quốc tế Pittsburgh ở Pennsylvania vì hành lý có khẩu súng lục chứa 6 viên đạn. Đó là khẩu súng thứ 44 bị tịch thu tại phi trường này trong năm nay. Trong những năm gần đây, số lượng hành khách có đem súng lên máy bay càng ngày càng gia tăng. Chỉ trong tam cá nguyệt thứ ba của năm nay, cơ quan TSA đã phát hiện ra 1.820 khẩu súng tại cổng an ninh của phi trường trên khắp nước Mỹ, trung bình là gần 20 khẩu súng một ngày, và đa số 94% có nạp đạn. Một đại cử tri giả ở Michigan hối hận vì phe Trump lừa. Trong một diễn biến đầy kịch tính bất ngờ, ông James Renner, một trong 16 cá nhân nhận vai đại cử tri giả ở Michigan, đã bày tỏ sự hối hận sâu xa về sự tham gia âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 cho cựu Tổng thống Trump và hiện tại sẵn sàng hợp tác trong cuộc điều tra của Bộ Tư pháp tiểu bang. Sự hối hận của ông Renner, 77 tuổi, vốn là một cựu cảnh sát tiểu bang và nhà hoạt động đảng Cộng hòa địa phương, được bộc lộ rõ ràng trong một cuộc phỏng vấn với Bộ Tư pháp Michigan, được New York Times ghi lại và loan tin hôm thứ tư 27 tháng 12, trong cuộc phỏng vấn, cựu cảnh sát tiểu bang Michigan tiết lộ cảm giác hụt hẫng khi nhận ra rằng mình và những diễn viên đại cử tri giả khác bị lợi dụng và ông trở nên tức giận khi nhận ra bản chất bất hợp pháp của kế hoạch này, đặc biệt là sau khi xem lại cuộc điều tra của Hạ viện về vụ tấn công Quốc hội ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Ông Renner lãnh vai trò làm đại cử tri giả vào tháng 12 năm 2020 theo kế hoạch của phe nhóm vận động cho cựu Tổng thống Trump. Hành động hợp tác của một người trong cuộc của nhóm diễn viên trong vở kịch gian lận bầu cử này đã làm sáng tỏ mạng lưới phức tạp xung quanh âm mưu cử tri giả và những tác động tiềm ẩn trên toàn quốc. Cảm thấy bị lợi dụng và khó chịu, ông Renner trở thành đại cử tri Trump duy nhất ở Michigan, hợp tác với Bộ Tư pháp tiểu bang. Qua đó, những cáo buộc chống lại ông được hủy bỏ một phái đoàn của hoa kỳ gặp gỡ chính phủ mexico để đàm phán về sự gia tăng di dân ở khu vực biên giới một phái đoàn hàng đầu của hoa kỳ vào hôm thứ tư đã gặp gỡ tổng thống mexico để tìm ra giải pháp cũng như buộc mexico phải làm nhiều hơn nữa để hạn chế làn sóng di dân đến khu vực biên giới tây nam của hoa kỳ Tổng thống Mexico là ông Andrés Manuel López Obrador cho biết rằng ông sẵn sàng giúp đỡ nhưng ông muốn thấy sự tiến bộ trong mối quan hệ của Hoa Kỳ với Cuba và Venezuela, chính là hai trong số những nguồn di dân hàng đầu cùng với nhiều viện trợ phát triển hơn cho khu vực này. Hoa Kỳ đã phải vật lộn để tiếp nhận hàng ngàn di dân ở khu vực biên giới và tiếp nhận những người này khi họ đến các thành phố phía bắc các ngành công nghiệp của Mexico đã bị ảnh hưởng vào tuần trước khi mà Hoa Kỳ đóng cửa khẩn cấp hai trạm biên giới có hệ thống hỏa xa đi qua và liên kết với tiểu bang Texas với lý do rằng các nhân viên tuần tra biên giới phải được phân bổ lại để đối phó với tình trạng gia tăng di dân lậu. Một trạm biên giới khác vẫn đóng cửa ở Lukeville của tiểu bang Arizona và các hoạt động bị đình chỉ một phần ở San Diego và Nogales của tiểu bang Arizona. Các viên chức Hoa Kỳ cho hay việc đóng cửa các trạm biên giới này được thực hiện để phản lại các viên chức đã giúp tiếp nhận người di cư. Ngoài trưởng Hoa Kỳ là ông Anthony Blinken để ngỏ khả năng những trạm biên giới đó có thể được tái mở cửa trở lại nếu như Mexico trợ giúp thêm. Hồi tháng 5 năm nay, Mexico đã đồng ý tiếp nhận những di dân từ các quốc gia như là Venezuela, Nicaragua và Cuba vốn từng bị chính phủ Hoa Kỳ từ chối vì những người này không tuân theo các quy định xin tị nạn hay là các hình thức di cư khác. Nhà sĩ bị kiện vì nhổ cùng lúc 28 chiếc răng sâu. Một nha sĩ ở tiểu bang Minnesota bị bệnh nhân kiện ra tòa vì thực hiện cùng lúc loạt thủ thuật bao gồm bọc 8 răng, lấy tủy 4 răng và trám 20 chỗ để nhổ 28 chiếc răng sâu trong một lần duy nhất. Nguyên đơn là cô Kathleen Wilson ở thành phố Minneapolis. Cô đông đơn kiện bác sĩ Kevin Modram thuộc phòng khám nha khoa gia đình Modram. Đơn kiện vừa được tòa án quận Hennepin thủ lý, trong đó nguyên đơn đưa ra hàng loạt cáo buộc nhằm vào bác sĩ nha khoa Modram. Nguyên đơn cho biết bản thân gặp vấn đề nghiêm trọng về răng miệng nên tìm đến nha khoa gia đình Modram để thăm khám vào hồi tháng 7 năm 2020. Tại đây, nha sĩ Modram phát hiện gần như toàn bộ hàm răng của cô Wilson bị sâu. Sau khi được tư vấn, bệnh nhân đồng ý điều trị tại đây. Có điều kết quả sau đó không được như ý khi bệnh nhân Wilson dường như bị nặng thêm và phải đến phòng khám nha khoa khác điều trị tiếp. Bác sĩ Kevin Modram đã điều trị cho tôi một cách cẩu thả. Ngoài việc mất tiền, tôi còn phải chịu đau đớn về thể xác, đau khổ về tinh thần. Tôi kiện bác sĩ đòi bồi thường thiệt hại tối thiểu 50.000 Mỹ Kim, cô Wilson cho biết. Bác sĩ nhà khoa do nguyên đơn thuê khẳng định, bác sĩ Kevin Modram đã xác định đúng bệnh tình nhưng điều trị không đúng cách. Chẳng hạn khi thực hiện thủ thuật, bệnh nhân được tiêm 8 ống thuốc gây mê nha khoa vượt liều lượng cho phép rất nhiều và điều này nguy hiểm đến tính mạng. Việc nhổ cùng lúc 28 chiếc răng sâu cũng không đúng cách, khiến bệnh nhân có nguy cơ phải nhổ toàn bộ hàm răng. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ. Ông Bomer là cựu tổng giám đốc của công ty Microsoft, sắp được đại công ty công nghệ này chia 1 tỷ Mỹ Kim từ cổ tức trong năm 2024. Ông sẽ được hưởng số cổ tức khổng lồ nói trên sau khi Microsoft tăng cổ tức hàng tam cá nguyệt lên 75 cent cho một cổ phần, tức là 3 mỹ kim cho một cổ phần trong một năm. Tính tới năm 2014 Ông Ballmer là người giàu thứ sáu trên thế giới, nắm giữ 333 triệu cổ phần của công ty Microsoft, tương đương 4%, cho nên ông sẽ được chia gần 1 tỷ Mỹ kim trong năm tài chính 2024, bất chấp công ty này làm ăn lời lỗ ra sao. Tất nhiên, việc này chỉ xảy ra nếu như hội đồng quản trị của Microsoft không quyết định cắt giảm cổ tức, nhưng dường như nhiều phần họ sẽ không cắt giảm. Kể từ khi công ty Microsoft bắt đầu chi cổ tức cho cổ đông hồi năm 2003 cho tới nay thì cổ tức của công ty này chỉ có tăng lên mà thôi. Dựa trên việc ông Obama khai báo lợi tức là 656 triệu Mỹ kim vào năm 2018 thì có thể ông sẽ phải đóng thuế 20% cổ tức theo mức thuế dành cho những người giàu có kiếm được từ 500.000 Mỹ kim trở lên trong một năm. Như vậy, nghĩa là ông Boomer sẽ phải đóng thuế gần 200 triệu Mỹ kim cho số cổ tức được công ty Microsoft chia cho ông. Theo trang tin Wikipedia thì ông bomer làm tổng giám đốc của công ty Microsoft từ năm 2000 tới năm 2014. Hiện nay ông làm chủ đội bóng rổ Los Angeles Clippers thuộc liên đoàn bóng rổ quốc gia. Ông cũng là người đồng sáng lập công ty bomer Group là công ty đầu tư chuyên giúp đỡ các trẻ em nghèo khó. Tính tới tháng 11 năm 2023, ông Bomer có số tài sản lên tới khoảng 122 tỷ Mỹ Kim. Cảm ơn quý vị khán thính giả với giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV. Và sau đây là phần tin Á Châu. Gần 80.000 đảng viên bị kỷ luật vì vi phạm điều lệ đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ đầu năm đến tháng 10 năm nay có gần 80.000 người đã bị kỷ luật vì vi phạm quy định của Đảng Cộng sản Trung Quốc và hơn 114.000 người trong đó có 7 quan chức cấp bộ và tỉnh bị khiển trách. Trong số các vi phạm hơn 30% số vụ việc liên quan đến hành vi làm sai chức trách, nhiệm vụ trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội hoặc bảo vệ môi trường. Chỉ trong 3 quý đầu năm nay, các cơ quan hữu quan của Trung Quốc đã điều tra 2.480 quan chức cấp bộ, cục và 20.000 quan chức cấp tỉnh, huyện, 46.000 cựu quan chức cấp xã hoặc đương nhiệm. Các cơ quan thanh tra thi hành kỷ luật trên cả nước đã tiếp nhận hơn 1,28 triệu đơn tố giác và tiến hành điều tra 470.000 vụ việc các nỗ lực chống tham nhũng của trung quốc hiện được thực hiện ở nhiều lĩnh vực từ tài chính và y tế đến việc thực thi pháp luật cũng như tư pháp nhà chức trách trung quốc cho rằng việc chống tham nhũng mạnh mẽ đã trừng phạt hiệu quả các hành vi vi phạm đồng thời ngăn chặn các vụ việc mới tuy nhiên số vụ việc bị phát hiện cũng cho thấy nạn tham nhũng đã bám rễ sâu rộng như thế nào trong bộ máy hành chính trung quốc Tin đến từ Nam Hàn cho hay, thủ đô của Nam Hàn diễn tập đối phó tấn công bất ngờ từ phía Bắc Hàn. Hãng tin Reuters đưa tin hơn 1.000 binh sĩ, cảnh sát và nhân viên thuộc lực lượng ứng phó khẩn cấp của Nam Hàn vào ngày 27 tháng 12 đã tham gia một cuộc diễn tập phòng vệ hiếm hoi tại thủ đô Hán Thành, mô phỏng tình huống bị phía Bắc Hàn tấn công. Cuộc diễn tập được thực hiện trong lúc tình hình căng thẳng gia tăng sau khi Bắc Hàn phóng thử hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa và phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên, trong khi các quốc gia láng giềng vào tháng trước đã khôi phục một số biện pháp quân sự được nới lỏng sau thỏa thuận hồi năm 2018. Thị trưởng của Hán Thành là ông Oh Si-hun cho rằng, Cuộc tấn công của phe Hamas nhắm vào lãnh thổ của Do Thái hôm 7 tháng 10 vừa qua đã khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng, cho thấy năng lực quân sự vượt trội không có nhiều ý nghĩa nếu như đối phương thực hiện cuộc tấn công một cách bất ngờ. Theo ông thì, thủ đô Hán Thành nằm cách khu vực giới tuyến của Bắc Hàn và Nam Hàn chỉ có 38 cây số, cho nên Hán Thành dễ bị tấn công mọi lúc. Hán Thành là trung tâm hành chính, kinh doanh và tài chánh của Nam Hàn với khoảng 9 triệu 400 ngàn cư dân và 1 triệu 400 ngàn người đến đây làm việc và đi học mỗi ngày. Thị trưởng của Hán Thành có quan điểm cứng rắn chống lại Bắc Hàn. Ông cho rằng Nam Hàn phải sở hữu vũ khí nguyên tử và đó là cách duy nhất để vô hiệu hóa mối đe dọa đến từ Bắc Hàn. Tuy nhiên, Tổng thống Nam Hàn là đã loại trừ việc sở hữu vũ khí nguyên tử, Thay vào đó, việc ưu tiên giữ vững liên minh quân sự với Hoa Kỳ và khôi phục quan hệ an ninh với Nhật Bản đó mới là điều sâu rộng hơn. Cựu chủ tịch đảng cầm quyền thành lập đảng mới tại Nam Hàn Cựu chủ tịch của đảng quyền lực quốc dân cầm quyền ở Nam Hàn Lee Chun Suk ngày 27 tháng 12 tuyên bố rời khỏi đảng này và có kế hoạch thành lập một đảng chính trị mới. Theo hãng tin Yonhap, ông Lee sẽ tổ chức một cuộc họp báo và giới thiệu đảng mới cũng như các kế hoạch tương lai của mình tại địa điểm ở quận Nowon, phía Bắc Seoul. Ông Lee từ lâu đã mâu thuẫn với phe chính thống trong đảng cầm quyền, gồm những người được cho là thân với Tổng thống Yoon suk yeol Có thông tin cho biết việc thành lập đảng mới sẽ hoàn tất trong khoảng nửa đầu tháng Giêng và dự kiến một số thành viên của đảng cầm quyền sẽ tham gia đảng mới. Trước đó, cựu ủy viên tối cao đảng quốc lập sức mạnh quốc dân Lee Jun Suk đã được bầu làm tân chủ tịch đảng này trong đại hội toàn đảng tổ chức vào ngày 11 tháng 6. Phiến quân Houthi khai thác công nghệ để theo dõi tự động nhằm tấn công các con tàu trên khu vực Hồng Hải. Các cuộc tấn công ở khu vực Hồng Hải và Ấn Độ Dương được nhóm phiến quân Houthi lên kế hoạch và được tin là có sự phối hợp của Iran, có thể sớm mở rộng sang khu vực địa Trung Hải. Iran và phiến quân Houthi đã khai thác hệ thống theo dõi tự động để xác định vị trí và tấn công các con tàu thương mại ở khu vực Hồng Hải và Ấn Độ Dương. Theo tạp chí Asia Time, hệ thống theo dõi tự động là một hệ thống theo dõi trên tàu dùng để thông báo tên, vị trí, hướng đi và tốc độ của tàu thuyền. Hệ thống này được liên kết với la bàn và thông báo về tốc độ cũng như GPS của các chiếc tàu. Tin tức đó sẽ được gửi tới những con tàu khác và các trạm chuyển tiếp ven biển cũng có thể được truyền tới các vệ tinh để nhờ sự trợ giúp. Khoảng 99 số tàu thuyền thương mại trên toàn thế giới sử dụng hệ thống theo dõi tự động. Hệ thống này do Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển quy định phải sử dụng bằng cách đọc hồ sơ của tàu thuyền thì giới tình báo của Iran có thể tìm ra con tàu nào thuộc quyền sở hữu toàn bộ hoặc một phần của giao thái hoặc là của nước ngoài. Sau đó, họ sẽ gắn thẻ tàu để có thể theo dõi tấn công khi những con tàu này đi vào tầm bắn của máy bay không người lái hoặc là hỏa tiễn. Nam Hàn cấm vận 8 người bắt hàng theo Reuters, Bộ Ngoại giao Nam Hàn thông báo, Nam Hàn tuyên bố áp trừng phạt 8 người Bắc Hàn vì các cáo buộc liên quan đến việc phát triển nguyên tử và tên lửa thông qua buôn bán vũ khí, tấn công mạng và các hành vi trái phép khác. Quyết định được đưa ra vài ngày sau khi Bắc Hàn phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa mới. Cả Nam Hàn và Mỹ đều lên án mạnh mẽ vụ phóng là vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Theo các nhà chức trách Nam Hàn, những người mới bị đưa vào danh sách đen, bao gồm Ri Chang Ho, lãnh đạo Tổng cục Do Thám và Yun Chol, người tình nghi đã giúp cung cấp vật liệu nguyên tử khi làm việc tại Đại sứ quán Bắc Hàn ở nước ngoài. Trong bối cảnh bế tắc kéo dài tại Liên Hiệp Quốc vì các nước vẫn chưa nhất trí về cách giải quyết vấn đề Bắc Hàn, Seoul đã áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng một cách độc lập hoặc cùng với Washington và Tokyo nhằm tìm cách siết chặt các nguồn doanh thu của nước láng giềng. Nam Hàn đã đưa 83 cá nhân và 53 thực thể liên quan đến chương trình vũ khí của Bắc Hàn vào danh sách đen kể từ tháng 10 năm 2022. Tuy liên quan tới thị trường chứng khoán tại châu Á, các nhà đầu tư trên thế giới đang ngày càng quan tâm tới thị trường chứng khoán tại Ấn Độ sau khi thị trường này liên tiếp lập được những kỷ lục tốt đẹp theo số liệu của hãng Refinitiv, thì giá trị thị trường của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Ấn Độ đã vượt mốc 4.000 tỷ Mỹ Kim tính đến cuối tháng 11 vừa qua. Ấn Độ có hai sàn chứng khoán lớn, đó là SLE và BSE. Đà tăng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán tại Ấn Độ đã giúp cho NSE vượt Hồng Kông để trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ bảy trên thế giới Giá trị thị trường chứng khoán tại Ấn Độ chỉ xếp theo sau Hoa Kỳ, Trung Cộng và Nhật Bản mà thôi. Trong sự nghiệp đầu tư gần 30 năm qua của mình, ông Aggawa từng chứng kiến các nhà đầu tư quốc tế quan tâm tới thị trường chứng khoán tại Ấn Độ, nhưng phần lớn là các nhà đầu tư ngắn hạn. Kể từ đầu năm cho tới nay, chỉ số Sensex theo dõi nhóm cổ phiếu của 30 công ty lớn trên sàn chứng khoán tại Ấn Độ đã tăng hơn 16% trong khi chỉ số Nifty 50 tăng 17%. Sàn chứng khoán Ấn Độ cũng ghi nhận số vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng bùng nổ với 150 vụ trong 9 tháng đầu năm. Trong khi đó, sàn chứng khoán tại Hồng Kông chỉ có 42 vụ mà thôi. Sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán phản ánh sức mạnh và tiềm lực của nền kinh tế Ấn Độ. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Ấn Độ sẽ tăng khoảng 6.3% trong năm nay, thậm chí một số chuyên gia về kinh tế dự đoán con số này có thể sẽ lên tới gần 7% bị phạt hơn 27.000 mỹ kim vì bán thực phẩm trái phép ở Singapore từ Việt Nam. Cơ quan quản lý thực phẩm Singapore công bố Viet Sin Grocery bị phạt 36.000 đô la Singapore vì vận hành trái phép hai kho lạnh và nhập cản trái phép một số sản phẩm thịt và hải sản từ Việt Nam. Giấy phép kinh doanh của Viet Sin Grocery tại Singapore từ năm 2020. Theo cơ quan quản lý thực phẩm Singapore, công ty này đã ba lần vi phạm việc vận hành kho lạnh và nhập cản trái phép một số sản phẩm thịt và hải sản từ Việt Nam. Mới nhất khoảng 37 kg sản phẩm thịt các loại đã bị phát hiện, đang phân phối tại một cửa hàng tạp hóa ở Woodlands. Hai kho lạnh và cửa hàng tạp hóa nói trên đều do công ty Việt Sinh điều hành. Các sản phẩm nêu trên được xác nhận là nhập cản từ Việt Nam, không có giấy phép nhập cản hợp lệ và có nguồn gốc chưa được công nhận. Cơ quan quản lý thực phẩm Singapore đã thu giữ toàn bộ tang vật. Theo quy định của Singapore, các doanh nghiệp nhập cảnh thực phẩm phải đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý thực phẩm Singapore và được cấp phép bởi cơ quan có thẩm quyền. Mỗi lô hàng phải khai báo và kèm theo giấy phép nhập cảnh hợp lệ. Nếu doanh nghiệp nhập cảnh chế biến trái phép các sản phẩm thịt từ nguồn cung không được cấp phép hoặc tàn trữ sản phẩm thịt để bán, nhưng không có giấy phép hợp lệ sẽ bị phạt lên đến 75.000 Mỹ Kim, có thể ngồi tù tới 3 năm, tùy mức độ vi phạm. Thưa quý vị, sau đây là phần tin Việt Nam. Các nhân vật lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn bị ám ảnh bởi các thế lực mà họ cho là thế lực thù địch. Thế lực thù địch ở bên ngoài và bọn phản động ở trong nước đó là những cụm từ mà các cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng luôn luôn là nỗi ám ảnh của những người đứng đầu chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam. Mới đây, ông Nguyễn Xuân Thắng là ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia của Việt Nam cho rằng, mỗi khi có những sự kiện lớn của đất nước chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc, thì các thế lực thù địch càng ra sức chống phá. Ông ta đã đưa ra lời bình luận này hai tuần lễ sau khi thiên hạ khắp nơi bình luận về cuộc thăm viếng Việt Nam của ông Tập Cận Bình là Chủ tịch của Trung Cộng. Nguồn máy tuyên truyền của chế độ Cộng sản Việt Nam đã ra sức ca ngợi chuyến viếng thăm của ông Tập Cận Bình là đã để lại dấu ấn trong mối quan hệ giữa hai quốc gia ngày càng tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, người dân Hà Nội bị cấm ra đường. Trong khi các vị Tổng thống của Hoa Kỳ cũng như các viên chức cao cấp của Hoa Kỳ khi đến Việt Nam thì họ ra phố để ăn bún chả, ăn phở, đi dạo hay là bắt tay với dân chúng thật thân thiện. Những hình ảnh trái ngược này được các cư dân trên mạng phản ánh trên các mạng xã hội với những lời bình luận, thì Nguyễn Xuân Thắng lại cho rằng các thế lực thù địch càng ra sức chống phá Việt Nam. Ông ta khoe khoang rằng trong 5 năm qua, có công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong toàn hệ thống học viện được khai triển quyết liệt, bài bản, sâu rộng và đồng bộ. Đó là những từ ngữ trong ngoặc kép Tuy nhiên, các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam có sốt sắng học tập hay là không, hay là chỉ miễn cưỡng để đừng bị phiền hà thì không ai biết được. Thế lực thù địch có vẻ là cái bóng ma, một nỗi ám ảnh theo sát từng bước chân của ông Nguyễn Xuân Thắng và các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, khiến cho những người này không thể tiếp thu được quan điểm thật sự của người dân Việt Nam. Giám đốc nguyên giám đốc và loạt lãnh đạo công ty điện lực Bình Thuận bị bắt Giám đốc Nguyễn Thành Ngôn cùng một số lãnh đạo khác của công ty điện lực Bình Thuận vừa bị khởi tố và bị bắt giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ, Trung tướng Tuân Xô, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam cho biết ngày 27 tháng 12 ngoài số lãnh đạo và nguyên giám đốc điện lực bình thuận bị khởi tố và bị bắt như vừa nêu cơ quan cảnh sát điều tra thuộc bộ công an còn khởi tố và bắt giam ông huỳnh tấn tuấn ân chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn tuấn ân về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng những người bị khởi tố bị bắt giam vừa nêu thuộc chuyên án do cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an thụ lý nhằm làm rõ các dấu hiệu sai phạm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân, Công ty Điện lực Bình Thuận và các đơn vị liên quan trong hoạt động đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị, phụ kiện cho ngành điện. Tổng cộng số người bị khởi tố trong vụ này được cho biết có 17 người. Tin liên quan tới hãng hàng không Bamboo Airways. Chính phủ Việt Nam vừa chỉ thị cho 6 bộ ngành phải giúp cho Bamboo Airways là hãng hàng không đang bị nợ nần chồng chất bao vây và phải giúp tháo gỡ khó khăn cho hãng này, sau đó báo cáo cho văn phòng thủ tướng trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Trước đó, trong cuộc họp về vấn đề giải quyết kiến nghị của Bamboo Airways, Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là ông Lê Minh Khái nói rằng đây là một doanh nghiệp mới thành lập nhưng đã tạo dựng được thương hiệu, dịch vụ tốt có được thiện cảm của khách hàng. Bamboo Airways là một hãng hàng không thuộc tập đoàn FLC, được thành lập từ năm 2017 với vốn điều lệ là hơn 28 triệu Mỹ Kim và được cấp giấy phép cho các đường bay quốc tế và nội địa với 10 chiếc máy bay. Trong vài năm qua, bên cạnh những khó khăn chung của ngành hàng không do đại dịch COVID-19 gây ra, thì Bamboo Airways còn phải đối diện với nguy cơ bị phá sản sau khi người sáng lập, nguyên chủ tịch tập đoàn FLC là ông Trịnh Văn Quyết là một trong những tỷ phú giàu nhất tại Việt Nam bị bắt giữ vào tháng 3 năm ngoái với cáo buộc là đã thao túng thị trường chứng khoán theo điều số 211 và sau đó bị khởi tố thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều số 174 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam với cáo buộc là nâng khống vốn điều lệ để thu lợi hàng ngàn tỷ đồng và mức án có thể lên tới tù chung thân. Hãng hàng không Bamboo Airways đã cắt giảm mạnh các dịch vụ trong những tháng gần đây, bao gồm loại bỏ các đường bay quốc tế tới các điểm đến như là Frankfurt, London, Gatwick, Melbourne, Seoul Singapore và Sydney. Theo tờ báo VN Express trong nước thì việc loại bỏ các đường bay quốc tế nói trên đã khiến cho hãng hàng không này bị mất việc làm đáng kể. Hiện nay, hãng hàng không Bamboo Airways duy trì 10 chiếc máy bay và sử dụng 16 tuyến bay trong nước. Mua 5 con hổ đã chết từ Lào về dùng và tiêu thụ thì bị bắt giữ. Trưa 27 tháng 12, Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Tiến Dũng ở thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 9 giờ ngày 21 tháng 12, Công an huyện Hương Sơn phối hợp Công an thị trấn Tây Sơn đã phát hiện bắt quả tang tại nhà ở của Dũng sát 5 con hổ đã chết được cấp đông. Bước đầu tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận số hổ đã chết trên được Dũng mua từ Lào về sử dụng, còn lại bán cho người có nhu cầu. Ngoài ra, quá trình mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra còn làm rõ Dũng cất dấu pháo trên xe hơi mang biển số Lào. Tiến hành kiểm tra, nhà chức trách phát hiện 6 hộp pháo hoa loại 36 quả, 6 bịch pháo bi, khối lượng khoảng 11,4 kg. Vụ việc vẫn đang được nhà chức trách tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử phạt nghi phạm theo quy định của pháp luật. Hàng chục tấn thực phẩm chức năng có thương hiệu từ nước Úc và Canada được sản xuất ngay một trại nuôi gà ở Việt Nam. Cơ quan quản lý thị trường tại thành phố Hà Nội đã kiểm tra một cơ sở sản xuất kinh doanh ở xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, bất ngờ họ phát hiện nơi này đang làm giả các mặt hàng như là mỹ phẩm và thực phẩm bổ sung của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Theo tờ báo Vietnamnet trong nước hôm 27 tháng 12 đưa tin, trong lúc kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh của một người đàn ông tên là T, 33 tuổi, quê ở tỉnh Phú Thọ, trong một trại nuôi gà cũ ở xã Phùng Châu, huyện Chương Mỹ, thì giới hữu trách tại đây đã phát hiện một số lượng lớn hàng mỹ phẩm như là kem dưỡng, serum, mặt nạ dưỡng da và thực phẩm chức năng được dán tem nhãn của các thương hiệu nổi tiếng của Hoa Kỳ, của Úc và Canada hoặc là Nam Hàn. Cùng tham gia với lực lượng kiểm tra thì đại diện của nhãn hiệu Blackmores bước đầu nhận định sản phẩm Blackmores Evening Primrose Oil tại cơ sở sản xuất này có dấu hiệu làm giả. Đoàn kiểm tra đã phát hiện cơ sở này đang sang chiếc đóng sản phẩm vào các hộp, chai, lọ bên ngoài, thể hiện các nhãn hiệu như là Ronas, Ultra V, Vitamin E, Gamma, Royal Retino có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc xuất xứ với khối lượng lên tới 40 tấn hàng. Nhà chức trách cũng thu giữ một lượng lớn các lọ nhựa, các hộp đựng, tem nhãn và hàng tấn nguyên liệu không rõ nguồn gốc, không có bao bì nhãn mát sử dụng cho việc sản xuất được để bừa bãi trên nền đất. Một số loại nguyên liệu có mùi hắc nồng nặc, thậm chí các viên nang thực phẩm, chức năng đã kết dính vào nhau. Đến sáng 27 tháng 12, Tổng cục Quản lý Thị trường vẫn đang tiếp tục kiểm kê hàng hóa, nguyên liệu có dấu hiệu vi phạm. Xác định sự việc này có dấu hiệu phạm tội hình sự, cho nên đoàn kiểm tra đã hoàn tất hồ sơ để chuyển giao cho Công an huyện Chương Mỹ để điều tra thêm bị can trương mỹ lan thu gom bất động sản toàn quốc để rửa tiền theo lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu thuộc bộ công an bị can trương mỹ lan đã có hành vi rửa tiền bằng cách sử dụng tiền do phạm tội để mua gom bất động sản trên toàn quốc đồng thời chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, cục phó cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an cho biết, việc điều tra giai đoạn 1 đã kết thúc và có 86 bị can bị khởi tố với nhiều tội danh. Theo thiếu tướng Thành, do vụ án có rất nhiều bị can và người liên quan nên cần tách ra để điều tra, xử phạt giai đoạn 2, trong đó tập trung điều tra hai tội danh chính là lừa đảo liên quan đến phát hành trái phiếu và hành vi rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan. Về hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu, cơ quan điều tra xác định các bị can đã thông qua 40 doanh nghiệp được thành lập rồi phát hành 25 gói trái phiếu, thu về hơn 1,2 tỷ Mỹ kim. Thiệt hại tiền lãi phát sinh lên tới hơn 5,3 tỷ Mỹ kim. Thiếu tướng Thành cho biết sau khi rút tiền thông qua hoạt động ngân hàng, Trương Mỹ Lan đã đem đi đầu tư mua gom bất động sản lớn trên toàn quốc, đồng thời chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư. Đơn vị đã ủy thác điều tra và kết quả điều tra sẽ được công bố sau. Viện Kiểm sát tối cao đã đề nghị truy tố 86 bị can về 6 tội danh, trong đó bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị truy tố về 3 tội, gồm đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Trong số bị can còn lại có tới 45 lãnh đạo, cán bộ, 15 cựu cán bộ ngân hàng nhà nước, 3 cựu cán bộ thanh tra chính phủ và cựu cán bộ kiểm toán nhà nước. Để che giấu thực trạng yếu kém của SCB giúp nhà băng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt, bà Lan đã chỉ đạo thuộc cấp mua chuộc đoàn cán bộ thanh tra. Bà Lan bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho bà Đỗ Thiền Nhàn, cựu cục trưởng thanh tra, giám sát của ngân hàng nhà nước 5,2 triệu Mỹ Kim. Thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương một cặp cha mẹ tại thành phố Tustin, miền nam California, bị bắt giữ vì đã bỡ để hai đứa con nhỏ của họ trong xe trong lúc hai người này đi mua sắm tại siêu thị. Một cặp vợ chồng vừa bị bắt giữ vì bị nghi là đã để hai đứa con sinh đôi của họ còn nhỏ trên xe, rồi sau đó hai người này khóa cửa lại phía trước siêu thị Tustin, Cảnh sát cho hay trước đó họ nhận được tin báo là có hai đứa bé bị bỏ rơi trên xe ở bãi đậu xe trước khu chợ Target ở đường Park. Khi tới nơi, cảnh sát nhìn thấy một bé trai và một bé gái có lẽ mới sinh vào khoảng một tháng mà thôi ở trên ghế trẻ em. Sau khi cảnh sát không liên lạc được với cha mẹ của hai em này, lính cứu hỏa của quận Cam đã phải phá cửa xe để đưa hai em bé ra ngoài. Hai em này đã được đưa tới bệnh viện Nhi đồng quận Cam ở thành phố Orange để đề phòng nếu như các em bị thương hay không. Cảnh sát đứng chờ cha mẹ của hai em bé này quay lại xe rồi bắt giữ hai người này về tội bỏ bê trẻ em và thông báo với cơ quan bảo vệ trẻ em. Thế nhưng sau khi xác định không còn mối nguy hiểm nào thì giới hữu trách đã giao hai đứa bé lại cho cha mẹ của các em sau khi hai người này được thả ra. Vụ này sẽ được chuyển sang biện lý của, của quận Cam để xác định họ có cần phải truy tố hình sự hai người này hay không. Nam California mưa bão cuối tuần trước năm mới. Chưa đầy một tuần sau khi hai trận bão trút mưa kỷ lục xuống nhiều nơi ở miền Nam California, một trận bão khác đã ập vô vùng này cuối tuần trước năm mới. Cơ quan khí tượng quốc gia dự báo, theo OCPA, hôm thứ Tư 27 tháng 12, trận bão đó dự trù nhẹ hơn nhiều và sẽ làm tuyết rơi ở vùng núi. Từ tối thứ Sáu, bão dự trù gây mưa rào rải rác kéo dài tới chiều thứ Bảy và làm nhiệt độ giảm xuống còn 60-65 tới độ F dọc duyên Hải và 55-60 tới độ F trong đất liền ở Tây Nam Riverside County. Los Angeles County sẽ mưa khoảng 1 inch, còn vùng núi trên 7.500 foot sẽ có tuyết rơi. Orange County và San Diego County dự trụ mưa khoảng 1 phần 3 inches. Vùng núi trên 6.500 foot có thể tuyết rơi từ 1 tới 2 inches, nhất là vùng núi San Bernardino. Trong khi đó, Riverside County có lẽ chỉ mưa khoảng nửa inch. Mặc dù nhìn chung, ít có rủi ro xảy ra thiên tai liên hệ với thời tiết như trượt bùng hay lũ lụt. Những nơi bị cháy rừng mới đây có lẽ dễ bị trượt bùng hơn những nơi khác. Cơ quan khí tượng cảnh báo sẽ có sóng lớn 7 tới 15 phút và dòng nước nguy hiểm dọc bờ biển Nam California tới tối thứ Bảy. Tình trạng đó làm tăng rủi ro chết đuối vì dòng nước chảy xiết có thể cuốn người tắm biển và người chơi lướt sóng ra ngoài khơi. Sóng lớn có thể cuốn người ra khỏi bãi biển và bờ đá và làm lật thuyền nhỏ gần bờ. Vì biển nguy hiểm, đừng tắm biển, hoặc nếu tắm biển thì cố ở gần tháp cứu đấm có người gác. Với tình trạng như vậy, bờ đá có thể làm chết người. Hãy tránh xa bờ đá cơ quan khí tượng cảnh báo. Sau đây là bản tin cuối. Thành phố Huntington Beach ở miền Nam California sẽ không tổ chức các sự kiện văn hóa nữa. Thành phố Huntington Beach vừa ra quyết định không tổ chức các sự kiện văn hóa mà chỉ tổ chức những ngày lễ liên quan tới thành phố mà thôi, theo kết quả biểu quyết của Hội đồng thành phố. Tại phiên họp mới nhất thì trong năm 2024, thành phố này sẽ không tổ chức các sự kiện văn hóa như là Tháng lịch sử người gốc Phi châu, Tháng lịch sử của phụ nữ và Tháng tự hào. Thay vào đó, thành phố này sẽ tổ chức sự kiện như là Mừng ngày thành vật thành phố, Ngày phát hiện giàu và vinh danh các thư viện địa phương. Nghị viên Casey McKeown là một trong ba người đề nghị thay đổi này và cho biết rằng những sự kiện tô điểm văn hóa có thể sẽ được tái tổ chức trong những năm sắp tới. Còn thị trưởng Gracie Vandermatt cùng với ông McKeown và nghị viên Pat viết trong báo cáo đề nghị của họ có ý định giúp cho thành phố tránh các mục tiêu về chính trị trong các sự kiện. Còn bà Kathy là chủ tịch Ủy ban Bảo tồn lịch sử của thành phố cho hay, đề nghị này đã khiến cho Ủy ban phải bỏ phiếu mất tín nhiệm, sau đó công bố từ chức trong lúc công chúng phát biểu. Hội đồng thành phố Huntington Beach đề nghị thành lập một ủy ban mới, có 7 cho tới 9 ủy viên để tạo ra một chương trình cho những năm tới, bắt đầu từ năm 2025. Và ủy ban này sẽ có những cuộc họp và làm việc với ủy ban bảo tồn lịch sử của thành phố. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Minh Châu và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên Viet Channels app, trên YouTube hoặc trên Facebook ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5. Và xin kính chúc quý vị một ngày mới hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.